chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip để phục vụ cho bình luận của một khán giả trên kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Đó là cách ghép cặp chim bồ câu để chim bồ câu không có đánh nhau. Thì mình sẽ làm ở cái nội dung này ở chim khoảng từ 3 đến 4 tháng tuổi. Hoặc cái thứ hai đó là chim đang sinh sản nha mọi người. Chim 4 tháng tuổi là chưa sinh sản đâu, nó đang bước vào thời kỳ sinh sản. Thì tầm khoảng cái độ tuổi này thì mình cũng đã bắt đầu ghép cặp cho chim bồ câu rồi. Thì đây, cái ví dụ đầu tiên là chim bồ câu tầm khoảng 3 đến 4 tháng tuổi đi. 3 đến 4 tháng tuổi nha mọi người. Thì khi mà mình ghép cặp chim bồ câu ở cái độ tuổi này á, thì mình cần phải có những cái lưu ý sau đây nhé. Thứ nhất, đó là độ tuổi của chim bồ câu. Mọi người không thể ghép cặp chim bồ câu ví dụ như là 3 tháng tuổi, 2 đến 3 tháng tuổi mà mọi người ghép cặp cho chim bồ câu 1 tháng tuổi, hoặc là ghép chim bồ câu có một con đang ở độ tuổi 3 đến 4 tháng tuổi mà mọi người ghép chim bồ câu tầm khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi tuổi, không được nha mọi người. Nên là cái nguyên tắc đầu tiên mình ghép cặp chim bồ câu, đó là chim bồ câu cái độ tuổi của nó phải xem nhau một tí, có thể cách nhau tầm khoảng vài tháng nhưng mà lại không được quá xa nha. Thì khi mà chim bồ câu bắt đầu vào sinh sản á, đó là độ tuổi ở tháng thứ 5. Nên là mình ghép cặp chim bồ câu thì mình cũng phải lưu ý đối với cái cặp này đi. Mình cũng có một cái lưu ý cho mọi người khi mà mình làm video ấy, là hiện tại là các nền tảng ấy, nó cũng hạn chế mình cho việc cầm nắm vào con chim ấy, tại vì khi quét ID ấy, thì mình vướng vào một cái đó là giống như kiểu mình đang bạo lực động vật ấy, nên mình sẽ hạn chế tối đa nhất mình cầm nắm vào con chim nha mọi người. Đây là con cặp chim này ở độ tuổi khoảng 3 đến 4 tháng tuổi đi. Thì khi mà mình ghép cặp cho chim bồ câu á, thì mọi người cũng lưu ý là khi mà mình phân biệt chống mái á, thì mọi người phải phân biệt đúng nha. Thì mình ghép vào đây nó mới không đánh nhau. Thì đây là một cặp chống mái này, con ở bên ngoài này là con chim bồ câu mái này, thì con này là con trống này mọi người. Thì mình nhìn một cái mình nhận biết được liền, con chim bồ câu trống thì đầu của nó to, còn con chim bồ câu mái thì đầu nó nhỏ và cái mỏ của nó dài và nó hơi quặp xuống một tí nha. Đây là cái điều kiện đầu tiên ấy, là mình phải phân biệt chống mái nó thành công này. Rồi cái thứ hai là cái độ tuổi của nó. Và chim bồ câu này thì mình sẽ nuôi tầm khoảng một thời gian nữa, tầm khoảng 2 tháng nữa là chim bồ câu sẽ sinh sản. Còn cái độ tuổi thứ hai ấy, đó là chim bồ câu đang sinh sản. Đang sinh sản nha mọi người. Thì cái độ tuổi của nó thì là 5 tháng trở lên. Thì đối với những cặp chim như thế này, mình lấy ví dụ đi, bồ câu Titan Thái siêu thịt này, thì cái độ tuổi của nó thì mọi người cũng phải ghép cặp chim bồ câu chắc chắn là đang ở độ tuổi sinh sản nha mọi người. Và tuy nhiên đang sinh sản nhưng mà không được cách xa nhau quá so với cái độ tuổi của nó. Mình lấy ví dụ đi, như là con chim trống mà chim lớn rồi thì không thể nào mọi người ghép cặp cho chim tầm khoảng 2 đến 3 tháng tuổi thì nó sẽ đánh 100% luôn, và có những tình trạng nó mổ đến năng suất luôn đó. Tại vì con chim mái nó làm gì đã bước vào trong thời kỳ sinh sản đâu, thì khi mà mình ghép với con trống nó quá già thì nó phải đạp mái, thì nó khi mà mình nuôi nhốt như vậy thì nó con mái không có chạy được, thì nó thường xuyên thì ra tình trạng đánh nhau là như vậy. Và cái thứ hai mình cũng không nên, đó là ghép những cặp chim quá già đấy mọi người, quá già như hồi nãy mình nói đấy. Thì khi mà ghép quá già với quá non thì đảm bảo mọi người luôn là 100% là đánh nhau. Thì nếu như mọi người ghép cặp có thể như là đúng ở trong cái độ tuổi đó mà nó vẫn đánh nhau đi, thì mọi người phải xem lại là cách phân biệt chống mái đã đúng hay chưa. Và mình có một cách tuyệt chiêu luôn, cái này á, là chắc chắn 100% là chim bồ câu đó sẽ trở thành một cặp và không có đánh nhau. Đó là có những cặp mà mình sẽ bỏ ra chuồng quần thể. Cái chúng mọi người sẽ làm một cái chuồng quần thể nhỏ nhỏ thôi. Khi mà mình nuôi ít thì mình sẽ thả chung một số cặp, có thể là bướng bỉnh hay đánh nhau vào trong đó, thì nó sẽ ngẫu nhiên tự lựa chọn cái cặp của nó và nó sẽ bắt cặp với nhau. Và lúc này thì công việc của mọi người ấy, thì mọi người chỉ phải vô bắt những cặp chim này ra cái chuồng như thế này để mọi người nuôi và cho nó sinh sản. Đối với cái việc nuôi nhốt thì cái cách để
ghép cặp chim bồ câu ở mọi lứa tuổi, thì bây giờ mình tóm gọn lại cho mọi người hiểu nôm na như thế này. Có nghĩa nguyên tắc thứ nhất đó là chim bồ câu phải gần gần xếp nhau ở tháng tuổi. Cái thứ hai đó là phải phân biệt trống mái chính xác 100%. Cái thứ ba đó là chim đang sinh sản thì không được ghép chung với những cặp chưa bước vào thời kỳ sinh sản. Thì đối với cái cuối cùng là nếu như chim bồ câu vẫn đánh nhau, mình sẽ thả chung vào một chuồng quần thể để nó tự lựa chọn cặp của nó. Thì công việc tiếp theo mọi người chỉ phải bắt cái cặp chim đó ra nuôi như thế thôi. Còn chim bồ câu tuy đang thái siêu thịt thì mọi người cũng đã biết rồi, đây là dòng bồ câu siêu đẻ, siêu thịt, siêu lợi nhuận luôn. Thì đây cũng cặp chim bồ câu rất to và đang ở thời kỳ sinh sản, và trứng của nó đây mọi người, nó đang ấp trứng này.